Tương tự như các hình thức bán hàng offline, bước vào mùa cuối năm, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam cũng nhộn nhịp hơn với các hình thức khuyến mại để kích cầu mua sắm. Lazada Việt Nam cho hay, đơn vị này đang triển khai chương trình cách mạng mua sắm trực tuyến kéo dài trong vòng một tháng. Sự kiện này bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 và đỉnh điểm sẽ là ngày hội mua sắm trực tuyến vào ngày 12 tháng 12 sắp tới. Trong ngày này, dự kiến sẽ có 6.000 mặt hàng được ưu đãi, giảm giá thêm 12% các mặt hàng điện tử tiêu dùng, đồng hồ, sức khỏe, làm đẹp, 50% cho thời trang nam thương hiệu Lazada và các thương hiệu khác cùng voucher quà tặng. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như Mastercard, Huggies, Lumina, Bosch và các ngân hàng Citibank, TB Bank. Sức mua và khả năng mua của người Việt Nam với cả mua sắm online là còn rất lớn. Ví dụ như là chiến dịch này chúng tôi thì bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 và kết thúc vào ngày 12 tháng 12. Và trong cái ngày khởi đầu của chương trình ấy, chúng tôi đã thấy rằng là cái sức mua đã tăng 15 lần so với ngày bình thường. Chúng tôi hy vọng là doanh thu của ngày 12 tháng 12 sẽ tăng khoảng độ từ 40 đến 50 lần so với ngày bình thường. Có thể thấy trong một năm qua, thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phát triển đáng kể. Chỉ riêng tại Lazada, lượng truy cập và doanh số đã tăng gấp 3 lần. Trang này hiện có trên 1.000 doanh nghiệp hợp tác bán hàng, kinh doanh trên 300.000 sản phẩm. Lazada Việt Nam cho biết thêm, đơn vị này đặt mục tiêu giao hàng nhanh trong vòng 24 giờ vào năm 2015 tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.